Động phòng quá chứ. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, bây giờ mình cùng với Huy Tí Hôn sẽ đi đón một cô gái cực kỳ đặc biệt, cô gái mà cả cộng đồng chúng ta đều yêu mến. Đó là Bé Ly Vĩnh Long. Đây em ơi, lên xe. Chú Ly mà thấy cái đầu của em chắc nó cưng lắm. Thôi. Đừng lên cho thấy. Đừng lên cho thấy. Thôi lấy cái mũ ra đi, lỡ hớt tóc kiểu nhuộm tóc kiểu đó rồi bây giờ đừng lên cho thấy thì sao? Nhưng mà nắng để em đội mũ đi thì lên tới nơi mà. Thế nào nó cũng lên nó cũng màng. Tự nhiên đi nhuộm cái đầu bằng khe. Nó cười chắc nó cười. Lỡ Ly thích sao? Ly thích cái đầu đó hả? Không biết lỡ Ly thích sao. Nếu mà Ly thích em dẫn Ly đi nhộm luôn, hai đứa hai cái đầu bằng khè luôn. Kính thưa các bạn, Ly Vĩnh Long thì đi từ dưới quê của mình lên với bà ngoại đi xe đò lên. Hiện nay thì hai bà cháu đang chờ ở khu vực vòng xoay Gò Đậu. Từ đây mà đến cái chỗ vòng xoay Gò Đậu thì khoảng 7 phút. Phút sẽ chạy nhanh chút. Huy. Dạ. Giờ có hai anh em hỏi thiệt nè. Ly lên cảm giác em sao? Vui. Hồi hộp không? Cũng có. Bao lâu rồi chưa gặp Ly ta? Hai. Đâu? Để xem. Một tháng rồi. Em coi thử Ly chỗ nào, đây là vòng xoay Gò Đậu nè. Đó kìa bà, chị đi phố bên kia kìa. Đâu? Bên đó kìa, cái xăng kìa. Ngay cái xăng luôn hả? Được đó, rồi. Đâu? Đó, ngồi cái xăng kìa. Phải không? Đúng rồi. Đi em coi cho nè. Đó mọi người thấy không? Ngồi bên cái xăng kìa mọi người. Ngoài. Để em đi xuống cái ngoài nha. Cô nương của tôi. Đi đây gì nè. Đây con sách cho ngoại. Ngoại cầm cái gì mà nặng vậy? Bưởi. Bưởi hả? Cưng chưa? Đi mẹ đâu ngoại? Được cái tuổi. Mọi người lên phía sau nè. Để cho hai. Để con mở. Chà. Mặc cái váy hôm trước chị gì tặng luôn hả? Chị hai tặng á hả? Mệt không em? Em ngủ trên xe. Em ngủ trên xe hả? Mệt lắm. Xe này nó chở khách rồi. Cởi áo đi, cho Ly đi. Cái bịt mặt. Để đi lấy nha. Rồi đi lên đường thôi. Bây giờ về nhà anh Phú nha. Đi hồi mấy giờ với giờ lên tới đây vậy ngoại? 4 giờ. 4 giờ sáng là dậy đi rồi hả? Dậy ra tới 5 giờ rồi lên xe mà nó chạy nó rước khách. Chạy lâu quá, đời lâu.
4 giờ sáng mà giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Giờ là đi tới 6-7 tiếng đồng hồ chứ ít đâu. Nên đi đón khách nữa. Tại mình lúc bữa mình đi có xe, mình đi nhanh 5 tiếng. Lên đây ở 1 tháng về nha. Ở 1 tháng nha. Màu đẹp luôn. Móng tay nữa nè. Dạ. Cho hả? Cho. Bữa trước bị bà kia bả lột rồi, bữa nay là được người ta cho lại đó. Giờ huy lột nha. Giờ huy lột nha. Giờ huy lột nha. Ủa Ly. Ly thấy cái đầu tóc của Huy á. Ly thấy đẹp không? Cái đầu của Huy kìa. Huy tự nhuộm á. Chơi vậy. Giờ thành màu. À, màu vàng khè. Này vàng là... kim phải gọi là vàng kim mới đúng. Vàng kim hả? À? Có siêu nhân vàng kim mà. À giống siêu nhân vàng kim. Nhưng mà đẹp không? Đẹp không? Thôi Ly chơi xấu rồi đội mũ à. Đó, Ly chơi xấu rồi Quy đội mũ rồi con bào rồi kìa. Nhiều khán giả là yêu cầu anh Quy anh Quy bằng này là phải đi nhuộm lại cái đầu á, đầu đen nha. Cái đầu gì đâu mà à, nhuộm đầu vàng không à? À, nhuộm đầu vàng. Thường mấy người mà nhộm đầu vàng là phá làng phá xóm. Phá làng phá xóm rồi. Rồi Ly lên đây ở mấy ngày? À bên Ly á lên ở là ở luôn, còn ngoại là về. Bao giờ nhớ Ly lên thăm chứ còn Ly ở đây luôn với Quy đúng không? Đúng không Ly? Đúng không? Để biết còn chăm sóc. Biết để Quy nó biết nó còn chăm sóc kìa. Quy là mỗi buổi sáng là dạy là dẫn Ly đi đi toilet. Đi toilet đánh răng cho Ly. Xong rồi dẫn Ly đi ăn sáng. Tối người về tới giờ tắm thì phải tắm cho Ly. Ngủ là phải đắp mền cho Ly. À, vậy được chưa? Đi đâu phải cõng Ly đi chứ đi Ly đi mỗi chân. Được không Quy, đồng ý không? Cháu nội phải đồng ý thì người ta mới ở lại chứ không chịu. Mà ở Ly có ở lại không đã? Rồi Ly có ở lại không để Quy nó tin nó lên kế hoạch. Coi coi. Đứng lên. Đó. Phải khu nhà anh Phú không? Giống cái khu bữa trước em lên không? Rồi, xin chào Ly bé bỏng đến với công ty độc lạ Việt Nam. À, Ly, phân nạp. Đây nè, cái lưu đây là cái lưu của Quy nè. Đó, lưu này là bà con cô bác nào ai có quà là tới bỏ vô cái lưu này. Đó, bỏ vô lưu này, hiện nay là chưa có quà nào hết. Ly có, ủa Ly đem đây, à phán, mà Ly có lên đây có đem quà về cho Quy không? Mấy trái bồng đúng không? Trái bưởi đúng không? Rồi thôi bỏ vô. Đâu rồi. Đây, rồi bỏ Ly tới đây. Ly khánh thành cái lưu này coi, mới thành lập cái lưu này hồi sáng đó. Đó bây giờ Quy. Bữa này ngọt hả? Quy cầm đây. Phú nuôi Quy với Út. Nên làm cho hai đứa, mỗi đứa một cái lưu, cái đó lưu đây là lưu của Quy. Ai có quà gì muốn gửi cho Quy là mà Phú không có nhà là cứ bỏ vô cái lưu đó nha. Bây giờ nè, hỏi Ly nè, bây giờ ở đây là có 4 trái bưởi là tặng cho Quy một trái đúng không? Đúng không? Tặng Quy mấy trái? Tặng Quy mấy trái? Không, Quy cũng ít ăn lắm. Nhưng mà tặng cái trái này cho Quy đúng không? Bỏ vô cái lưu. Đi. Bỏ vô cái lưu nha. Nha, đó, bỏ vô. Đó. Rồi, đó. Rồi, rồi coi như là con Ly nó lên nó khánh thành cái lưu này đó nha. Bây giờ là có bà con cô bác nào mà tới mà tặng quà thì cứ bỏ vô cái lưu này. Đó. Giờ Ly sẽ lấy ra. Cái gì? Bỏ lưu đó. Không lấy bao giờ đại lưu rồi mình mới lấy, hiểu không? Lấy vô ăn chứ. Để ăn ba trái được rồi. Để vậy luôn hả? Để vậy luôn. Đó. Ai đó Ly? Ai đó
Út Mini nè. Biết ai không? Út Mini nhớ ai không? Nhớ gì không? Không 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 vậy hả? Ê, em đi đi xe lên đây có mệt không? Không không hả? Ngủ một giấc rồi. Ngủ một giấc em lên tới hả? Đó, bị dắt ra ha. Trời, dép đẹp dữ ha. À, đôi dép đẹp quá em. Hai chiếc luôn. Vậy hả? Vậy bữa nào cho chị chiếc được, cho chị đôi được không? Chị mang đôi vừa. Mang vừa. Rồi, đi vô đi ha. Đó, hôm nay được Ly lên thăm đó. Đó, giới thiệu Ly đây nè. Thích quá. Giới thiệu Ly đây là Hậu Tí Nị. Ông chào à. Ngồi xuống. Giới thiệu với em nha, đây là chị Hậu Tí Nị, hát rất là hay. À. Em nhỏ tuổi hơn mà. Ủa, em nhỏ tuổi hơn mà. Sao kêu bằng chị được? À, ủa, em cũng biết Hậu Tí Nị hả? Em có coi mà. À, vậy là Hậu Tí Nị mới có 17 tuổi à, đúng không? Này, em về Hậu Tí Nị nè, em của Ly. Trời ơi, anh lộn. Rồi, trình chị đấy. Chị. Là em chị. Chị dâu là sao? Bây giờ hỏi đi. Bà xã của anh Huy hả? Được. Chị cũng không biết nữa, em hỏi Huy đi. Em cũng không biết luôn. Huy, dạ thì chị giới thiệu cho họ biết tại họ mới tới. Là ai chị dâu hả? Trước khi đi ông nói là bà xã lên mà. Chị dâu của họ hả? Ngã đi dâu mà. Ủa, nãy trước khi đi ông nói sao quên rồi. Nói là thôi em đi rước bà, anh đi rước bà xã anh đây. Em phải lên đây. Em dâu rồi nè, em dâu rồi chị. Dâu thì em dâu. Bây giờ là chị em dâu thôi. Em phải lên đây ở chứ không làm quay suốt ngày là nó ngủ nó toàn là ô cút mini không à. Đây là người yêu của Huy nè. Ai ai cũng là người yêu của Huy. Đây đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị hai không nữa. Đây mới là người yêu của Huy nha. Mà ở nhà mũi cắn quá trời. Cái gì? Tối ngủ mũi cắn. Ở nhà hả? Tối ngủ mũi cắn hả? Cắn không cắn nên mũi cắn. Nè cắn quá trời. À. Tay chân cắn gì đâu. Trên đây không có mũi cắn đâu. Không ngủ được. Anh Huy sẽ đuổi hết mũi cho chị Ly đúng không? Tối nay là anh Huy sẽ thức đuổi mũi cho Ly nha. Con nào mà bay tới là anh Huy cắn con đó. Không, bây giờ anh được thử trí nhớ của Ly đi. Bây giờ Ly kể xem nữa, trong cái câu lạc bộ người bé bỏng của mình á, bao gồm những ai, bao Ly nhớ được những ai, nhớ tên. Nhớ tên ai. Giờ là Ly kể đi. Rồi. Em chỉ có nhớ mình anh. Cái gì? Người kia không nhớ nổi. Chị nhớ mình ai? Không phải nhà anh đó. Anh hả? Anh là người sáng lập ra chứ còn anh đâu có phải là người bé bỏng. Không, chỉ là trong đây nè. Trong đây cả câu lạc bộ á. Ly nhớ được tên ai không? Nhớ tên ai không? Nè, ai? Ai đây? Quy. Quy. Kia. Đây ai? Út Mini. Kia. Đây. Hậu Tí Nị. Ủa, nhớ có con mà sao quên tên rồi? Có con nhưng mà cũng ít có coi. Hãy con siêu nhanh dẻo quá. Thì con quá là nhiều nhất. Có nhớ à? Giờ nè, chỉ hai người thôi. Út Mini và Huy Thiên rồi. Đi coi của anh nhiều nhất. Ai con hú nhiều nhất? Ai con hú nhiều nhất? Đi coi. Đúng rồi. Quận Phú là có hai của mình. Có nhiều nhất của mình. Thì bọn em biết coi của ai. Nhà em nha, mới có ngày đây nha. Cái gì? Nhà em mới có ngày nay hả? Không có nhào em với nhà ai. Có cậu anh đi xuống trước mà. À. Vậy là nhờ với Ly á. À. Rồi. Ấy là Ly nói là phải nhờ Ly á, rồi anh Phú mới nghĩ ra là việc mà tìm một người bạn trai cho Ly đúng không? Mới tìm Huy đúng không? Rồi sau đó mới tìm thêm những người khác. Ờ, mới tìm biết nghĩa là có Ly mới có các bạn đúng không? Ừ. Ừ trời ơi, cứ mà suy nghĩ sâu xa cứ mà. Vậy là em là bà trùm rồi. Em không phải bà chồng, em không có tên chồng nào. Trùm cuối á.
trùm cuối rồi. Ai là trùm đầu chứ? Thì đó, trùm cuối đó không chịu được. À. Chịu năm đầu hết rồi đó. À. Đây, chủ nhiệm. À, chủ nhiệm là... Em rút đi nha, chủ nhiệm. À quên nhỉ, bạn em Sơn kia nè. À, bạn em Sơn hả? Bạn Ngọc Như. À, đẹp quá. Ai nhỏ này em chơi thân với nó giúp. Ừ, hồi nhỏ là chơi thân với bạn đó nhất. Ừ. Nhưng mà mượn tiền là không bao giờ trả đâu. Mượn tiền là không trả hả? Không. Ai ai mượn? Em mượn hả? Không, nó mượn em không rồi. À, bạn đó mượn em. Em không trả lắm. Ừ. Ủa, Liên có tiền hả? Đâu có chứ. Tôi mượn 2 triệu. Tắt đi. Ừ. Cho mượn 2 triệu đi. Sai. 2 triệu giờ bán mượn rồi. Đâu có đâu mà cho mượn. Bức hình của em cái giờ còn giữ hả? Bức hình nào? À đúng rồi, bức hình của em nè. Đúng rồi, bức hình của Ly nè. Khi nào mình treo đó đó. Ừ. Thấy anh Phú thương Ly không? Hình của Ly đây. Cái váy này ai tặng Ly nhớ không? Út Mi Nhi tặng. Bảy rồi, nhớ là đi có 2 triệu đó. Nhớ mà không nhớ nổi nè. Ừ. Chị hai với chị ba của chúng nhỏ đó. Mày ít nhớ quá. Hai chị trang điểm cho Ly đó. Đó, tao không nhớ. Ừ, lúc nhớ lúc quên. Sao hai chị khi nào cũng xuống ngực sao quên nhanh chứ vậy? Ừ. Quá trời. Giờ Ly có yêu ai chưa? Người ta quay lên có ai kêu thích Ly chưa? Nghĩ sao có ai? Chắc có rồi gì nên Ly không nói đúng không? Mày nói không có mà. Có mà. Không mà. Không. Không mà. Đâu nói nha. Mày nói không có. Sao? Có. Đây mới sao nè. Không đi sao. Có. Có chắc gì giống mà. Không có mà. Có mà. Nhớ có cưới ai nhớ mời Huy nha. Huy đi 2 triệu. Anh muốn đi 5 triệu. À trên xe anh Phú với Quy Bàn á là nói là nếu mà mà Quy với Ly mà đám cưới á thì anh Phú kêu gọi quà mừng cho người ta gửi tới chắc cũng vài trăm triệu á. Năm ngoái không mấy giờ hai đứa bay cưới nhau đi thì được kiếm mớ vốn làm ăn. Cái Quy nói cưới Ly về thì sao mà chăm sóc Ly cho nổi. Cái anh nói thì thuê người chăm sóc lấy mấy trăm triệu đó, thuê người chăm sóc được không? Vụ này có phải đầu tư này có lời đó được không? Anh cũ về á. Ừ, nhưng mà được không? Không. Được không? Anh Phú ghê lắm hả? Không có tiền đó, hai đứa lấy anh Phú đâu có lấy đâu mà anh Phú ghê lắm. Được không? Anh Phú kêu gọi cả thế giới gửi quà mừng. Ly mà không chịu là chắc có người yêu mới rồi. À, vậy nha. Thôi học mẫu giáo anh có yêu ai đâu. Sao sao? Thôi học mẫu giáo không yêu ai rồi nhưng bây giờ có không? Có không? Có. Có đúng không? Có mà cũng đâu thèm đâu. Ê, thì có mà không đẹp đâu. Mà trong lớp em có một bạn thích em thôi, em ngắt đầu luôn. Trong lớp em có một bạn thích em hả? Ngắt đầu, không thèm. Hồi học mẫu giáo là bà biết yêu rồi hả? Biết. Trời. Nhưng mà có ông cù lằn quá. Ông đó ông cù lằn hả? Trời ơi. Học thì đã không dở rồi mà còn hư bỏ cái đường ấy. Học chứ. Hư... đi với chị về, cứ với ta đúng rồi vậy. Không té một cây bạch vậy á. À té không mà học thì dở rồi mà đi thì té hoài hả? Té hoài không chịu hết nổi gì. Ừ. Em cũng đi té hoài té gãy xương luôn mà chuyện ta. À rồi đó em không có té nha. Hồi đó em mạnh lắm, em quậy như là trong trường à, em là trưởng lớp mà trong lớp em là lớp trưởng. À em quậy lắm chứ bộ, cô mà còn phải sợ em nè. Cô mà phải sợ. Hồi nhỏ quậy lắm. Ừ. Anh Phú còn sợ tí cô. Bây giờ em nói thiệt đi, em với Quy không gặp nhau một tháng rồi thì tâm trạng em như thế nào? Có nhớ bạn Quy không? Nha, điện thì nghe không có điện, có tin không? Ai biết trả lời. Có nhớ không? Cũng có nhớ nhưng mà nhớ chút chút thôi nha. Đi ngủ. Đi ngủ. Để gì vậy? Đứng lại.
Ly đó kìa, nó cũng có nhớ Quy, nhưng mà nhớ chút chút rồi. Nhớ luôn. Nhớ chút chút à. Đáng nghe mày nói là nhớ nhiều chứ. Học hề điện mà nhắn tin ai biết dừng trả lời. À, gọi thắm gọi người đó. Gọi đi gọi. Đúng rồi. Sao biết trả lời? Ừ thì gọi cho người ta đi. Ờ Ly đâu có đi học nhiều đâu, đâu có biết chữ đâu mà bảo người ta trả lời. Rồi. Đây là bữa cơm của chị siêu nhân vàng và anh đầu vàng. Đó. Bây giờ anh đầu vàng gấp cho chị siêu nhân vàng đi nha. Không có chăm sóc vậy, tự ăn thử coi nha. Đi lấy cái kìa con. Đó. Ừ. Em cũng có cầu nữa mà giờ em đi. Đi nha. Đừng cho ba đi. Em gọi lại anh thầy nhé. Hậu ghét tiểu Ly á. Không gì đóng đường nha, chết á. Mời Ly ăn cơm nha Ly. Ăn đi nha. Xúc được không? Được. Rồi. Em cũng muốn cà rốt khoai tây nữa. Em cũng muốn cà rốt khoai tây nữa. Thế thì rồi. Có cà rốt khoai tây là đúng nữa. Có cà rốt khoai tây là đúng rồi. Đó, rồi. Được bữa nè, đang cầm máy quay. Chứ không là cái chén vô mặt rồi. Xong chút nữa dẫn Ly đi đế luôn nha. Nhanh tiệm hôm nay chị cũng đại diện cho ba má ngoại Huy rồi, chuẩn bị cho tụi em cái phòng để tụi em ngủ. Và áo vô trong một tí đồng phòng rồi mới cởi áo ra. Kính thưa các bạn, đây là nơi mà Quy tí hôn là ngủ hàng đêm. Đó, bây giờ là Quy sẽ nhường cái chỗ này lại cho Ly, Ly nghỉ chút. Đồng phòng quá chứ. Một bé trai rất là khôi ngô và tuấn tú. Con tên là Thanh Châu. Trời ơi, các cháu ơi, cảm ơn các cháu. Con thiệt ra. Thôi nó đuổi cho em nằm nghỉ tí đi em. Ông nằm. Ông ăn nữa hay kè. Kè ống, em nằm nghỉ tí đi, cho nó khỏe. Ông lì lắm. Có người ta ông vậy chứ không có người ta ông tự mò lên. Không có là tâm làm rất là thích. Nhưng mà tỷ như mình đi ngủ hết thì tự động mò lên. Cứ để em ăn. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên
đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.